Nha, mình đi Galveston. Tình hình đó thì mưa, nghe nói mưa rất là lớn, dự báo thời tiết có thể nói là ngập. Trời thì mưa quá, nhưng mà không biết là câu có cá không. Bây giờ mình đang chạy tới chỗ câu. Bữa nay thì mình không có câu bằng mồi giả, mình mua con cá đối con. Cá đối con để câu flounder. Cá mồi này câu rất là nhạy. Câu ban đêm thì câu mồi giả nó cũng không có nhạy gì lắm. Nó không có nhạy bằng câu ban ngày. Mồi giả chỉ để mình câu ban ngày ra, ban đêm mình câu ngâm. Giờ mình đang trên đường đi xuống. Trời, đây là biển Galveston. Tối quá. Chỉ thấy sóng thôi. Đây. Giờ mình đang trên đường đi tới chỗ câu. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là cái ngày mà mình trở lại Galveston, mình đi câu flounder. Thời tiết hôm nay thì cũng rất là đẹp. Con này là mồi câu flounder. Những ai câu flounder là đều biết nó rồi nha mấy bạn. Mình cũng không cần. Rất là nhiều người bận quay đờ loại câu flounder. Ở đây rất là nhiều đá, đi phải cẩn thận cái chân. Tuy là có dài nhưng mà có những cục nó nằm lửng, mình đi mình cũng cẩn thận, mình đá trống quyển mình vô là sụi liền. Hoặc là những cục đá lởm chởm mình có thể bằng té. Trời này té ướt thì cũng hơi lạnh nè. Đi mà không cẩn thận là không xong nữa nhé. Xí, té gì chơi. Rất nguy hiểm. Flounder là một trong những cái kiểu câu mà rất nhiều người thích. Nó rất là chậm. Thì bằng cảm giác cá ăn không có giật liền, phải đợi. Đợi cho con cá nó nuốt vô. Rồi tới lúc đó mình mới giật. Flounder này nó đặc biệt, nó chỉ vô đẻ vào mùa đông thôi. Bắt đầu người ta có thể câu dính nó từ giữa tháng 9. Nhưng mà đầu tháng 10, giữa tháng 9, đầu tháng 9 có thể là có. Nhưng mà lúc đó cá nó cũng không có bự, không có mập. Rồi lúc đó thì giữ được 5 con. Mình có thể câu được 5 con một ngày. Mình giữ được. Còn từ bắt đầu từ tháng đầu tháng 11 cho tới giữa tháng 12
lúc đó là cái lúc mà flounder nó đẻ nhiều nhất. Thì người ta ở đây Mỹ này nó chỉ cho giữ có ở Texas, nó chỉ cho giữ có 2 con thôi, là cái tiểu bang của mình ở, từ đầu tháng 11 cho tới giữa tháng 12, lúc đó giữ được 2 con. Mà lúc đó thì con flounder này rất là mập, bự, thích nhiều dây. Thì đó là cái lúc mà bắt đầu nó đẻ gỗ nhất. Các bạn nhìn thấy bên đó không? Bên đó là cái bến phà á. Hồi tối mình đứng ở bên đó mình câu. Mình câu bằng mồi thiệt. Nhưng mà hồi tối mưa quá trời mưa luôn, cũng không có cá. Rồi hôm nay cái mình đi qua bên này, mình lội, mình câu. Mấy năm trước bên phà đó câu cũng ngon. Lúc đó mùa lạnh, trời thì rất là lạnh, nhiệt độ hình như là 30 độ F, 30 độ F. Nhưng mà tính ra độ C thì chắc khoảng là 2-3 độ C, 2-3 độ C là chắc khoảng rồi. Dạ, trong kia đi ra có những người cũng vẫn đi tay không mấy bạn. Chắc hôm nay, hồi tối nay mưa quá, bởi vì hôm nay cái ngày không có nước để câu lắm. Câu con này trời càng lạnh, trời càng lạnh câu càng nhiều, lúc đó nó vô dữ lắm. Ra một người đằng kia người ta dính, chỉ là một con baby thôi. Đây là con flounder đầu tiên. Con flounder đầu tiên mà mình câu được nha. Con này là 14. 14 inch là mình giữ được. Yeah, vừa đủ 14 inch nha. Các bạn nhìn thấy ha. Đúng 14 inch luôn. Tuy là nó chạy không có đã lắm, mình cứ nghĩ là con gì không mà cá gì chứ không phải là flounder. À, mình xỏ kiểu như vậy mình có thể giữ con cá sống lâu hơn. Đây là lễ tích phẩm đầu tiên.
see you next year. Trọng đi cho rộng hơn. Đó. Good, good. Thôi vlog rồi hả? Lỡ lỡ